Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Đây là công thức chiên chuối dòm xốp mình vừa mới làm xong. Cách pha bột này thì mình có là 300g bột gạo, 30g bột nếp, 30g bột mì đa dụng và 30g bột chiên giòn. Cộng thêm từ 25 đến 30g đường nữa, thêm mè và bột nghệ. Thì mình chiên xong miếng chuối nó giòn xốp như thế này, rất là ngon, không bị giòn cứng nha. Mình có chia sẻ chi tiết hơn trong phần video, các bạn có thể vào kênh để xem chi tiết hơn nha.